Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với văn bản Ông Đồ của tác giả Vũ Đình Liên. Thì chúng ta cùng đọc và tìm hiểu chú thích. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Vũ Đình Liên. Ông sinh năm 1913, mất năm 1996 và là nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào thơ mới. Ông là một con người tài năng, một nhà thơ lớn, nhà giáo, nhà dịch thuật và nghiên cứu nổi tiếng. Thơ ông lặng lòng, thương người và niềm hoài cổ. Nên là tác phẩm Ông Đồ rất là mang một cái nỗi niềm hoài cổ. Thì tác phẩm được sáng tác trong cái hoàn cảnh khổ đầu viết vào năm 1935. Và các khổ còn lại thì hoàn thiện vào năm 1936, trong cái thời kỳ nền Hán học suy tàn. Và nguồn xuất xứ thì được in trên báo Tinh Hoa với thể thơ ngũ ngôn. Phương thức biểu đạt là biểu cảm, kết hợp với tự sự và miêu tả. Chủ đề tình cảnh đáng thương của ông Đồ, tức là cái tình cảm nuối tiếc xót xa của nhà thơ đối với cái văn học chữ Hán. Và ở đây tác phẩm có bố cục gồm 3 phần. Ở phần 1, khổ 1 và khổ 2. Hình ảnh ông Đồ bán chữ trong những năm còn đông khách. Ở phần 2 là khổ thơ thứ 3 và khổ thứ 4. Hình ảnh ông Đồ trong những mùa xuân ế khách và tàn tạ. Và phần 3 là khổ thơ 5. Cảnh đó người đâu, tức là tấm lòng của nhà thơ hoài cổ. Thì chúng ta cùng đọc tác phẩm nhé. Và giải nghĩa một số từ. Ví dụ như từ ông Đồ, tức là người dạy học chữ nho ngày xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông Đồ hay là thầy Đồ. Mỗi dịp Tết đến thì ông Đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà. Và khi mà chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng. Ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ nữa thì ông Đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Từ đó hình ảnh ông Đồ chỉ còn là cái di tích tiểu tụy đáng thương của một thời tàn tạ. Theo lời của Vũ Đình Liên là như vậy. Ở đây từ mực tàu, tức là thỏi mực đen mài với nước làm mực để viết chữ Hán, chữ Lôm hoặc để vẽ bằng bút lông. Đó, đây là hình ảnh ông Đồ này. Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông Đồ già, bày mực tàu giấy đỏ, bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết, tấm tắc ngợi khen tài, hoa tay thảo những nét như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm mỗi vắng, người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm, mực đọng trong nghiên sầu. Ông Đồ vẫn ngồi đấy, qua đường không ai hay, lá vàng rơi trên giấy, ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại lở, không thấy ông Đồ xưa, những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Đó là toàn bộ tác phẩm Ông Đồ. Thì ở đây, cái từ mực tàu, tức là thỏi mực đen mài với nước làm mực để viết chữ Hán, chữ Lôm hoặc để vẽ bằng bút lông. Tấm tắc ở đây luôn miệng nói ra những tiếng tỏ ý khen ngợi hay khâm phục. Hoa tay ở đây là đường vân tay xoáy tròn ở đầu ngón tay, được coi là dấu hiệu của tài hoa. Hay là thảo, tức là viết tháo viết nhanh, nghĩa trong văn bản. Nghiên, tức là dụng cụ làm bằng chất liệu cứng và có lòng trũng để mài và đựng mực tàu, nên gọi là nghiên mực. Hình ảnh ông Đồ đây, nghiên mực là cái để kê 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 bút đấy, mực tàu.
Hoa tay thả những nét. Đó. Thì sự xuất hiện của ông đồ ở đây vào thời gian là xuân về Tết đến với sức sống rạt rào của thiên nhiên đất trời vào mùa xuân. Không gian thì đông vui, tấp nập, náo nức lòng người. Ông đồ lại, đây là sự thân thuộc gần gũi chờ mong, đón chờ mọi người. Và thấy ông đồ già thì mực tàu giấy đỏ, tức là hình ảnh bình dị thân thương trong tâm thức người Việt về bức tranh ngày Tết. Và cho thấy chữ viết của ông là thứ không thể thiếu trong ngày Tết thời xa xưa. Và tài hoa của ông đồ được khắc ở hai cái khổ thơ đầu, tức là chữ thì được mọi người mến mộ nên là rất là đắt khách, đông khách. Và tài viết chữ thì có hoa tay, tức là kết tinh tài khéo hào hoa của con người, hay là thảo, tức là cách viết nhanh, hay nối chữ tự do, phóng khoáng, nhanh, mềm mại và uyển chuyển điêu luyện. Với chữ viết như phượng múa rồng bay, bức tranh sinh động, tác phẩm nghệ thuật. Thì với những cái tài viết chữ này, tài hoa của ông đồ cho thấy ông như là một người nghệ sĩ.